Hi cả nhà, hello cả nhà. Hôm nay là quay lại gian bếp của mình ha cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ làm món phô mai chiên. Tại vì bữa hôm mình quay bên ASMR, cái kênh Nhung Hà ASMR của mình á, mình ăn cái món phô mai chiên giòn á, thì các bạn á nói là chị ơi, em tìm mãi mà bên kênh của chị không có cái video nào chia sẻ cái món này hết. Là chị chia sẻ giùm em để em làm cho con trai em ăn qua. Chứ tại vì em coi cái video của chị mà con trai em nó thèm quá chừng luôn, nó bắt buộc em phải làm cho được. Nhưng mà em tìm video của chị không có. Nên là chị chia sẻ giùm em với để em làm, có thể làm cho con trai của em ăn á. Tự nhiên nghe thấy thương quá cả nhà. Tại lúc mà mình ăn, mình làm video con trai mình nó thấy mình ăn, cái anh chàng cũng đòi. Cái bữa hôm mình ăn 2 cây, còn lại 1 cây đó chiên nhanh chàng ăn ăn hết trơn luôn cả nhà. Nên là hôm nay mình phải chạy xuống dưới thị trấn để mua một cái gói này nè, để về chia sẻ cho các mẹ để làm cho các em nhỏ ăn, và cả nhà xem cùng cho vui luôn ha. Thì các bạn nào biết rồi thì xem cho vui, còn các bạn nào mà chưa biết thì cũng xem cho vui luôn ha và có thể làm luôn đó. Mình mua cái bịch này nè cả nhà, mình mua mấy đô rồi quên rồi, 2 3 đô, 3 4 đô gì quên hết tiêu rồi. Mình mua nhiều thứ không để ý. Một miếng này nè, hay như 3 đô hay là 4 đô gì, một miếng nhỏ xíu này nè. Bữa hôm bên ASMR mình ham bự, cái mình làm 3 cục bơ, cục nó to đùng giống như vậy luôn nè. Nhưng mà hôm nay mình chia sẻ mình sẽ không làm như vậy nữa đâu, tại vì chiên mà nó lâu lắm mà nó lại không có giòn, nên là nó không có tan ở trong, chạy ở trong được nhiều, nó hơi 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 kéo sợi, nó không có được nhiều cho lắm. Nên là hôm nay mình sẽ làm cái cọng nhỏ thôi, mình sẽ cái cục này mình sẽ chia làm 4 nè đó, chia làm 4 đi chứ làm to như bên này á trời, mà nó chiên thiệt là lâu luôn, mà nó lại kéo cái sợi nó không được dài giống như cái miếng nhỏ nhỏ như vậy. Mình sẽ rồi cái mình có nửa cup bột mì nè, thì cái bột xù này thì hết thì mình lại bỏ vô, mình có nguyên bịch đây nè, bột chiên xù nè, pan khô là bột chiên xù, thì các bạn có thể dùng cái loại này nữa nè. Đó, loại này thì nó có tẩm các gia vị trong đây thì cũng rất là ngon, nhưng mà mình thích cái loại này hơn nên là mình dùng bột chiên xù. Thì đây là bột mì thì mình bỏ vào đây là 1/8 muỗng cà phê muối vào đây, rồi lát nữa mình sẽ trộn lên nha. Với đây là mình có 3 quả trứng gà, mình sẽ đánh 3 quả trứng gà lên nha. Mang bao tay vô ở nhà ơi, cái món này nó dính tay dơ lắm. Ok, rồi trước tiên thì mình phải bỏ qua trứng trước nha. Qua trứng trước là lăn qua trứng trước nè. Sau đó là lăn qua bột. Hai bên góc. Rồi lại lăn qua trứng nữa. Bột tiếp, làm 2 lần lăn qua bột với trứng giống vậy ha. Lại lăn qua thêm 1 lần trứng nữa nè. Mình lấy 3 quả trứng hơi nhiều thì mình lấy khoảng chừng 2 quả trứng thôi nha. Mình lấy mình cảm thấy là trứng hơi nhiều rồi nè, đập chừng 2 quả trứng là ok. Rồi bây giờ lăn qua bột xù đây. Là các cái món chiên xù thì mình lưu ý như lần trước mà mình nói, với lại mình lúc mà mình chiên tôm á,
Thì mình có nói với cả nhà là khi mà mình lăn qua những cái bột chiên xù như vậy thì mình sẽ phải để trong tủ lạnh ít nhất là 20 phút nha. Để cho cái bột chiên xù này nó thấm vô trong cái miếng này nè. Lăn thêm một lần trứng nó đi ở nhà ơi, cho nó cái vỏ kia nó dày, nó không có bị vỡ cái phô mai ra ngoài. Lần trước mình làm hai lần với trứng giống vậy luôn nè, cái lớp xù bên ngoài nó bọc lại cái phô mai, nó không có bị chảy ra. Hôm mình làm bự ơi bự luôn rồi nha. Bự luôn, bự quá chừng bự luôn, phô mai nó hơi kịp, không kịp chảy ra luôn. Nay làm nhỏ lại như vậy là cũng bự đó, nhưng mà nó nhỏ hơn bữa bữa quá chừng bự luôn. Mình sẽ làm hai que và ăn thử với cả nhà cho vui ha. Còn mình sẽ để dành lại hai cây cho hai cha con ngày mai hai cha con ăn. Đó, xong một cây rồi nhà thấy không? Nó hơi bự ha. Nó bọc cái phần này nó bên ngoài nó nhiều á, nó bọc lại cái phô mai á, lúc mà mình chiên nó không có bị phình cái phô mai ra ngoài, chứ mình không có bọc cái này nhiều á, cái phô mai nó dễ bị chảy ra lắm. Được một miếng rồi nè, là mình được hai cây đó. Rồi để mình làm thêm hai cây bên đây tiếp nha. Mình đã cắt cái miếng dài nãy á ra làm hai luôn rồi nha. Đó, cái gì nè, đó mình cắt ra làm đôi luôn. Xong rồi giờ cái mình cũng hết bột xù rồi, cái mình dùng cái bột breadcrumb này, bột này là không có phải xù như bên kia mà nó hơi khác một chút, nó mịn hơn. Thì mình cũng làm y chang vậy đó, mình là lăn cái miếng này qua đây, cũng làm hai lần y chang như cái bên kia luôn. Chuẩn bị đi chơi lát cây gác chơi rồi cả nhà ơi, cả nhà chuẩn bị đi du lịch với mình nha. Ngày hai mấy ta, 20, 21 gì ông xã dẫn mình đi chơi, sẵn tiện sắp sinh nhật mình luôn, cái ông xã dẫn đi chơi lát cái gác. Chỗ mà hồi xưa mình đi tổ chức đám cưới bên đó đó cả nhà, lát cái gác đó, chỗ sòng bài á, ông xã mình năm nào cũng dẫn mình đi chơi đó đó. Đi qua bển xả stress sau một năm làm việc căng thẳng, có chị cô Rin và chồng của chị đi cùng luôn, nên là cả nhà sắp được gặp chị cô Rin với lại chồng của chị cô Rin nữa rồi. Nhưng mà chắc anh chàng Doanh qua nó không có được đi, tại vì là chưa có tới tuổi vô sòng bài, nên chắc là chị không dẫn đi quá. Đó, được một miếng nữa nè. Đó, mà làm xong rồi nè cả nhà, hai cái cục bự thiệt bự nè, còn này mấy cục nhỏ hết bột chiên xù, nên là mình dùng cái bột khác, nhìn nó hơi khác một chút ha. Đó. Rồi mình sẽ giờ này mình sẽ bỏ vô trong tủ lạnh 15 tới 20 phút sau mình sẽ lấy ra chiên nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ trong cái này mình
chiên nha cả nhà. Cái này mình cái nồi chiên mà bằng bằng điện á cả nhà. Thì mình sẽ chiên một cái cọng cọng dài này trước đi ha. Sau đó thế thử hai cái cọng nhỏ này ha. Xong rồi mình để dành hai miếng này lại cho con trai và ông xã ngày mai. Bây giờ mình chiên một cọng và hai cọng nhỏ mình ăn và nói chuyện với cả nhà thôi nha. Ok rồi cả nhà ơi, nó vàng giờ là chín rồi. Mời cả nhà ăn phô mai chiên mozzarella, họ gọi là mozzarella cheese stick, five cheese stick gì đó, tiếng Anh họ gọi đại khái là vậy đó. Nước cam mời cả nhà. Đây nè nha, đó đây nè, chiên sụi như vậy ha, xong rồi bẻ ra nó kéo sợi như vậy nè. Như vậy đó cả nhà. Bữa hôm mình làm nó bự quá, nó không được kéo sợi dẻo giống như vậy. Nhỏ nhỏ như vậy nó kéo sợi ngon mà nha. Chấm với lại cực sốt tương cà ngon cả nhà. Không có gì. Chấm nước chua chua ăn rất là hợp. Mình nặn thêm ít tương ớt vô cho nó cay cay nè, ăn cho đã vậy nè. Ăn mọc thêm mấy cục mụn nông sản mình kêu bốn mắt. Ông xã nói em chuẩn bị đi chơi Vegas rồi em mọc thêm hai mắt nữa vậy. Cái mình nói đâu hai mắt, đâu hai mắt ấy nè, ba bốn cục. Ăn đồ chiên riết ba bốn cục đó. Trên đây nè cả nhà. Ông xã kêu mình mọc thêm bốn mắt. Ngon không ạ? Con trai ngủ rồi không thôi là ăn rồi. Bữa hôm ăn hết một cây bự luôn á nha. Thế mẹ ăn anh chàng xem lại video thèm quá. Kêu mẹ ơi con muốn ăn nữa. Ăn cái này mà dễ mập lắm, mình mập lên mấy ký rồi nè. Ăn bên đây SMA nữa rồi. Ui à, mập tha hồ mập rồi nha. Dễ không? Bữa hôm rồi đi mình đi làm mà đóng thuế ở nhà. Cả nhà biết mình là phí thuế nhà biết nhiêu không? 400 đô. Năm ngoái là tốn hết 300 mấy đô, năm nay hết 400 mấy đô luôn, cả nhà biết tại sao không? Cả cái chị mà làm thuế á, chị lấy tiền nhiều quá, tại vì chị tính cái tiền bên YouTube của mình á, bên YouTube của mình á, chị nói là công chỉ làm bên công chỉ làm bên business của mình á, nên là chị phải tính tiền thêm. Nó trời ơi. Năm sau kiếm chỗ khác làm mắc quá, 400 đô khai thuế là kiểu giống như là nhà mình đóng là hơi trễ rồi đó, tại vì là cái công ty gì đó bên cả cái của ông xã mình nó gửi giấy về trễ nên là đi làm trễ cho mọi người là đã đi làm hết rồi.
như cuối tháng 4 hay bao nhiêu là phải mọi người đều phải khai thuế hết, không khai thuế là ông xã mà nói là có thể đi tù á, nghe không, không khai thuế thì tù nghe ghê không. Ông xã là nói thì nghe cũng sợ quá, à, trốn thuế chắc ghê lắm mọi nhà không. Bên Việt Nam mình hồi xưa mình làm tóc có bao giờ đóng thuế rồi trời. Chắc cái doanh nghiệp thì họ đóng thuế thôi, nhưng các cái chỗ mà buôn bán nhỏ làm đồ ăn nữa đóng thuế lấy gì ăn trời. Bên mình đó, bên YouTube của mình là đóng thuế là cao lắm mọi nhà ơi, hai mấy phần trăm nữa. Đó, cái này mà đang còn nóng mà là nó kéo sợi nha cả nhà, mà tới lúc mà nó nguội rồi là nó đông, nó đặc lại giống như cái cục phô mai nãy mình mới cắt cắt ra vậy đó, còn lúc mà nó nóng mà nó kéo sợi dài giống như vậy nè đó. Nó chảy ra kéo sợi trong là trong bụng vậy nè. Để ăn thử cái miếng nhỏ nhỏ là ngon không? Cái này là làm với lại cái bột khác nè. Ăn theo hương vị ngon không? Ơi. Làm như cái này đi cả nhà, hương vị ngon hơn. Đây nè, đây nè, đây này cả nhà, đây là mua loại này nè, ngon, ngon hơn cả cái bột chiên xù nhiều. Mình nói mình thích bột chiên xù nhưng mà sau khi mình thử cả cái này mình thấy cái này ngon. Coi gần là nhà thấy hụt. Muốn ai cả nhà chừng 1-2 đô gì hụt này thôi, rẻ lắm, không có mắc đâu. Mà biết được Việt Nam mình không có, không có thì mua bột chiên xù. Ở trứng xù chấm cái này ngon, còn cái này mà không cần chấm cũng ngon. Làm nhỏ nhỏ kéo sợi ngon. Để cho con chiếc cà miếng nha cả nhà. Chị có thấy mình rồi, xin lòng. Ông xã mình đi khai thuế mỗi năm là thường là có tiền ngầm để nó như mình đóng cho chính phủ á, mà dư tiền á là chính phủ trả lại cho mình được mấy ngàn, là thường thường lấy cái số tiền đó đi chơi đồ này kia ha. Năm nay năm nay không có đồng dư nào mà đóng lại cho chính phủ hết 300 đô. Mình bên YouTube của mình á là họ chưa, mình chưa có khai thuế thì cuối năm mới khai. Ông xã mình đi làm á là lương hàng tháng là công ty á, họ 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 trừ thẳng luôn, họ tính thuế luôn. Còn con YouTube của mình á thì trả đóng thuế sau, giống kiểu là mà họ trả tiền cho mình xong rồi cái
tới cuối năm mình mới đóng thuế cho họ, nên là số tiền đó là phải đóng cho nhà nước, nên là ông xã mình nợ nhà nước 300 đô nên là phải trả. Còn mỗi năm là năm nào cũng được lấy lại mấy ngàn, sướng. Năm nay không có đồng nào lấy lại, ông buồn nói đố tại YouTube của em đố nên anh không có đồng nào lấy lại hết. Để khi em nói thì anh lấy tiền nguyên thì tất nhiên thì phải đóng lại cho người ta chứ. Cũng vậy, khóc năm nào không có tiền nghĩ lại, hôm nay không có đồng nào. Bây giờ đi ngủ qua nhà, ông xã với anh trai ngủ rồi, mình hứa với các mẹ là sẽ chia sẻ cái món này á, nên là mình đã chia sẻ xong rồi, no quá ăn ứng hưởng luôn rồi. Ừ, bye cả nhà, hẹn cả nhà các video sau, bye cả nhà.